Vâng, xin chào mừng cô chú, anh chị và các bạn đang theo dõi trên kênh Loa Hay TV. Hiện tại thì mình đang có mặt ở Nhật Bản. Và trong cái siêu thị này thì nó bán những cái dòng sản phẩm mới ra mắt. Thì ngay bây giờ mình quay cận cảnh chi tiết và báo giá về tay. Bạn nào quan tâm thì chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo. Trước mắt anh chị em là một cái thiết kế cổ điển anh chị em nhé. Đấy, một cái thiết kế này nó thích hợp cả đầu CD và nó liền công suất luôn anh chị em nhé. Anh chị em chỉ việc ghim điện và sử dụng thôi. Các bác có thể quan sát này, cái loa thì được thiết kế dạng kèn anh chị em nhé, dáng này là dáng cổ điển và hàng này là hàng mới 100% anh chị em nhé, hàng mới 100%. Theo quan sát của mình thì khả năng nó được chế tác bằng gang, được đúc bằng gang anh chị em nhé. Viền ngoài của kèn thì nó khoảng 30 cm và dưới đây thì vỏ bằng gỗ, láng rất là mới luôn, đẹp, có điều khiển này. À, này nó thích hợp CD nhé anh chị em nhé, ổ CD. Hiệu của nó là Iron. Đấy, các bác có thể quan sát nó đang test tại Nhật này. Bây giờ mình sẽ quay qua cho cô chú anh chị các bạn, sau đó thì mình vặn volume để anh em có thể có cái nhìn toàn cảnh nhất. Hàng mới 100% anh chị em nhé. Điện thì dùng điện 100V. Cái này thì mang tính trưng bày rất là nghệ thuật anh chị em nhé, trưng bày rất là đẹp luôn. Nó chế tác theo cái lối cổ điển. Đây, các bác có thể quan sát này. Này thì được sản xuất tại Trung Quốc anh chị em nhé, Made in China. Hàng của Nhật anh chị em nhé, được sản xuất tại Trung Quốc. Nguyên thùng xốp, cái này thì mới 100% anh chị em nhé, hàng mới 100%. Về anh em chỉ việc ghim điện là xài thôi. Một trong những cái dòng sản phẩm mà mang tính trưng bày rất là đẹp luôn. Các bác có thể mua sắm một chiếc về trưng bày ở các không gian phòng nghe nhạc, phòng khách. Rất là đẹp luôn, rất là hoài cổ anh chị em nhé. Bây giờ mình vặn volume để anh em có thể nghe thử một đoạn nhạc rất là hay luôn. Cái này thì mình xin phép là mở một đoạn rất là ngắn thôi, vì sợ vi phạm đến bản quyền của YouTube. Bộ này về tay là 8 triệu nhé. Bạn nào quan tâm thì chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo. 8 triệu là giá về tay. Kế tiếp và liên tục chương trình sang cái quầy bên đây thì mình quay để cho cô chú anh chị bạn có thể tham khảo những dòng kính cao cấp được chế tác thủ công như anh chị em nhé. Đấy, trước mắt anh chị em là một cây kính đang được bán tại Nhật là 498.000 yên. Cái kính này có giá tại Nhật nó khoảng gần 90 triệu anh chị em nhé. Gần 90 triệu. Không biết là nó làm bằng cái gì mà gần 90 triệu. Gọng thì chắc chắn là bằng vàng rồi. Vàng K18. Đây các bác có thể quan sát này. 498 ngàn yên. Khoảng gần 90 triệu tại Nhật Bản. Một cái kính rất là tuyệt vời để anh chị em có thể mua sắm. Bạn nào quan tâm thì chụp lại nhé. Trong cái quầy này thì đa số là toàn kính cao cấp thôi. Mình quay cho cô chú các bạn có thể tham khảo một vài cây ra, sau đó thì mời cô chú các bạn cùng đi tiệm đồ cũ. Đấy, các bác có thể quan sát này. Gọng vàng K18 và được chế tác tại Nhật. Made in Japan. Giá bán tại Nhật là gần 90 triệu. Anh chị em quan tâm thì chụp lại nhé và gửi qua một trong hai số Zalo. Cái này thì nguyên hộp sổ thẻ đầy đủ, hàng mới 100%. Thẻ của nó để trong tủ, nó không cho quay thẻ anh chị em nhé. Các bác có thể quan sát cái thẻ nó ở trong tủ. Nó không cho quay thẻ. Vì quy định của tiệm nó không cho quay thẻ. Dưới đây thì có một cây nữa này. À, các bác có thể quan sát này. Cây này rẻ hơn một chút. Cây này là 398 ngàn yên. Cây này thì khoảng gần 70 triệu. Gần 70 triệu. À, các bác có thể quan sát tiệm này thì toàn kính cao cấp anh chị em nhé. Toàn 450 triệu. 30 triệu là rẻ nhất, còn đa số là 78, 90 triệu. Ngay bây giờ thì xin kính mời cô chú như bạn cùng di chuyển sang một cái trung tâm đồ cũ nằm kế bên cái siêu thị này. Vâng, sau vài bước di chuyển thì trước mắt cô chú như bạn là một cái trung tâm thương mại bán đồ đã qua sử dụng. Hôm nay mình vào đây thì thanh toán được một số các món đồ thì ngay tại đây mình quay cận cảnh chi tiết nhé. Và báo giá về tay. Đấy, trước mắt cô chú như bạn là một chiếc đồng hồ Longines của bạn nữ, trong tình trạng là rất đẹp anh chị em nhé, trong tình trạng rất đẹp. Điểm trừ duy nhất của chiếc đồng hồ này là không còn hộp.
chỉ có thân máy chính thôi chị em nhé, đang bán tại Nhật là 88.000 yên. Đây là một trong những con đồng hồ rất đẹp dành cho bạn nữ, một chiếc đồng hồ rất thời trang, đẹp, tinh tế. Hàng của Longines thì đã quá nổi tiếng rồi. Cái này thì nó chạy pin anh chị em nhé, đồng hồ là nó chạy pin. Longines thì đa số nó thiết kế là chạy pin. Đây các bác thể quan sát này. Đặc biệt là chiếc mặt của cái đồng hồ này nó óng ánh như kiểu là bên trong của con trai anh chị em nhé. Đấy, và rất sáng và rất đẹp. Và thêm một điểm nữa là tất cả các cọc số của chiếc đồng hồ này đều được đính đá anh chị em nhé. Đá rất là sáng. Dây cũng đẹp. Đẹp từng centimet. Chị em nào cần sắm một chiếc đồng hồ hội đủ cả vẻ đẹp lẫn thời trang thì đây là một trong những chiếc đồng hồ trong tầm tiền rất vừa phải để chị em lựa chọn. Một con Longines với mặt số là đính đá. Size của bạn nữ thì đa số nó khoảng 24-25 thôi. Lát nữa thì mình sẽ đo cụ thể chi tiết. Tất cả những dòng sản phẩm này thì cố gắng là mình quay rất kỹ để chị em dễ bề trong việc mua sắm. Lát nữa thì mình sẽ báo giá về tay cụ thể. Việc của anh chị em là cứ quan sát kỹ, sau đó thì chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo. Đây là phía sau của nó này. Phía sau thì có vết xước li ti rất là nhỏ thôi, vì đồng hồ đã qua sử dụng. Đã qua sử dụng thì không thể tránh khỏi được những cái vết li ti. Còn mặt của nó thì không một tí vết anh chị em nhá. Mặt trên này thì đẹp như mới. Dây trắng sáng như bạch kim. Giá trên này về tay là 16 triệu nhé. 16 triệu là giá về tay, bao ship, bao thất lạc. Nếu nào quan tâm thì chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo. Giá cực kỳ tốt để chị em mua sắm, sở hữu một con Longines tới từ Thụy Sĩ. Còn chị em nào mà thích cái màu sắc vàng thì đây là một trong những cái lựa chọn vô cùng tuyệt vời. Con này thì mình vừa thanh toán tiền xong nhé. Giá con này thì cực kỳ tốt. Hình dáng và kích thước của nó thì y chang nhau, cùng một mẫu thiết kế. Con này thì mặt của nó thì không đính đá anh chị em nhé. Mặt con kia đính đá nên là giá 16 triệu. Còn con này anh chị em quan sát này, mặt sau của con này thì rất đẹp anh chị em nhé. Các bác có thể quan sát. Lát nữa thì mình sẽ để hai cái vào nhau để các bác có thể so sánh và nhanh chóng ra quyết định. Những cái này thì đa số là mình quay rất kỹ để chị em dễ bề trong việc mua sắm. Kích thước thì bằng nhau anh chị em nhé, kích thước thì bằng nhau. Tất cả là đều của Longines và được chế tác tại Thụy Sĩ anh chị em nhé. Con trắng là 16 triệu, còn con vàng là 12 triệu về tay. Đấy, các bác có thể quan sát này, size của nó là size 24 nhé, 24mm này. Hai size là bằng nhau, thiết kế y chang nhau. Thiết kế vỏ ngoài thì gần giống nhau 100% nhé, còn khác nhau mỗi cái cọc số thôi. Con trắng là 16 triệu, con vàng là 12 triệu. Anh chị em quan tâm đến con nào thì chụp lại nhé và gửi qua một trong hai số Zalo. Hai con đồng hồ của nữ cực kỳ chất để anh chị em có thể lựa chọn. Kế tiếp và liên tục chương trình, trước mắt cô chú anh chị bạn là một cái mẫu đồng hồ của nam. Con này thì cũng được chế tác tại Thụy Sĩ, hiệu của nó là Tissot. Các bác có thể quan sát này. Một con đồng hồ của nam, con này thì cũng chạy pin nhé, trong tình trạng rất là mới, mới lên đến 98%. Hầu như là chưa qua sử dụng. Được bán trong tiệm đồ cũ nên giá của nó cực kỳ tốt để anh em mua sắm. Vẫn như thông lệ thì mình cố gắng là quay rất kỹ. Và con này thì lát nữa mình vào tay để em có cái nhìn tổng quan nhất. Con này thì trong tình trạng là còn nguyên hộp anh chị em nhé. Nguyên hộp và sổ đầy đủ. Con này thì đeo rất là trẻ. Các có thể quan sát này. Đấy là sổ của nó nhé. Riêng cái dòng Tissot này thì nó sổ của nó thì rất nhiều luôn. Nhiều quá mức cần thiết. Đấy, còn đây là hộp của nó này. Hộp chân ga gối đệm đầy đủ. Bây giờ mình sẽ đo cái kích thước của chiếc này, sau đó thì mình vào tay nhé, để anh chị em dễ bề trong việc lựa chọn. Size con này là size 42 anh chị em nhé, size 42. Hay để vào cái nhỏ này các bác có thể quan sát này. Đấy, sau khi mình vào tay thì anh chị em quan sát một con đồng hồ cực kỳ chất, cực kỳ trẻ anh chị em nhé. Mẫu này đeo rất là trẻ trung, mà bác nào muốn đẹp thêm tí nữa thì về có thể thay một cái dây màu đen. Thì cực kỳ chất. Giá con này về tay là 6.500.000 nhé. 6.500.000. Giá bao ship, bao thất lạc. Anh chị em chỉ cần chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo. Gần như mới chị em nhé. Bán trong tiệm đồ cũ nên là giá của nó cực kỳ tốt để anh chị em mua sắm.
kế tiếp và liên tục chương trình, trước mắt cô chú anh chị các bạn là một chiếc bình pha lê của Nhật Bản trong tình trạng sáng loáng. Cái này về anh em chỉ cần trưng, chưa cần cắm hoa đã đẹp anh chị em nhé. Một cái bình anh em quan sát này, sáng đẹp không tì vết. Bây giờ mình quay kỹ, sau đó thì mình ước chừng cái kích thước của nó nhé, để anh chị em dễ bề trong việc lựa chọn. Đấy, các bác có thể quan sát này, các giác của nó tạo nên các điểm bắt sáng, bắt ánh sáng rất là lộng lẫy anh chị em nhé. Đây các bác có thể quan sát này, con này là sản xuất tại Nhật, hàng của Nhật. Giá chiếc bình này về tay cực kỳ tốt, để cho em mua sắm các bác quan tâm thì chụp lại nhé. Giá về tay là 2.500.000 đồng, 2.500.000 là giá về tay. Khoảng chục ngày các bác sẽ nhận được hàng nhé, bao ship bao vỡ. Chiếc bình này thì ước lượng cao khoảng 30 cm, khoảng 30 cm anh chị em nhé. 2.500.000 là giá về tay, bao ship trên toàn quốc và bao vỡ trên toàn cầu. Các bác chỉ cần chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo kế tiếp và liên tục chương trình. Đây là một cái cặp bình pha lê màu xanh của Nhật. Cái này thì được chế tác thủ công anh chị em nhé, hàng chế tác thủ công. Cái này là của Cộng hòa Séc anh chị em nhé, made in Czechoslovakia. Đẹp từng centimet với một cái màu xanh rất là độc lạ. Cặp này về tay là 3.000.000 anh chị em nhé, 3.000.000 là giá về tay, bao ship bao vỡ. Anh chị em chỉ cần chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo. Cái này thì nó cao khoảng hơn 20 cm, khoảng 22 cm. Lát nữa thì mình sẽ ước lượng. Tất cả các hoa văn này đều vẽ tay hết anh chị em nhé, đều vẽ tay hết. Trong sáng cái bình này chỉ cần bày đã đẹp, chưa cần phải cắm hoa. Chiếc bình này nó cao khoảng 24 cm anh chị em nhé, giá về tay là 3.000.000. Anh chị em chụp lại nhé và gửi qua một trong hai số Zalo. Kế tiếp và liên tục chương trình, trước mắt cô chú anh chị các bạn là những sợi dây nữ trang vô cùng đẹp. Và giá của sợi dây nó bán rất là tốt nhé. Đấy, bên đây sợi này thì mình thanh toán rồi, lát đấy mình sẽ quay cụ thể và báo giá về tay. Còn sợi này đang trong tình trạng là đang được giảm giá anh chị em nhé, đang giảm mấy triệu liền. Bây giờ mình quay này để bác nào quan tâm thì chụp lại. Trước mắt anh chị em là một sợi dây của bạn nữ. Sợi dây này thì có hai thành phần là K18 và bạch kim. Sợi dây rất tuyệt vời để chị em mua sắm nhé, giá về tay cực kỳ tốt. Nên các bác có quan sát này, chất liệu của sợi dây này là K18 và bạch kim. Đây là PT là 850 là bạch kim nhé, và K18. Chiều dài của sợi dây là 40 cm, trọng lượng là 8.4 gram. Đây em quan sát cái thành phần của nó này, vàng là K18 còn trắng là bạch kim anh chị em nhé. Đây giá trước nó bán là 86.9, giờ nó đang giảm còn 72.6. Giá giảm mấy triệu, giá cực kỳ tốt để chị em mua sắm. 72.600 yên tại Nhật. Bây giờ mình sẽ quay cận cảnh chi tiết và báo giá về tay nhé. Bác nào quan tâm thì chụp lại. Đây các bác thể quan sát này, một cái lối đánh rất kỳ công và phức tạp anh chị em nhé. Anh chị em quan sát này, rất chi tiết và tinh xảo, tạo nên một chuỗi hàn vô cùng độc lạ. Giá sợi này về tay là 16.000.000 nhé. 16.000.000 là giá về tay, bao ship trên toàn quốc và bao thất lạc trên toàn cầu. Hàng sẽ được mua bảo hiểm thất lạc. Anh chị em chỉ cần chụp lại nhé và gửi qua một trong hai số Zalo. 16.000.000 là giá về tay. Kế tiếp và liên tục chương trình, trước mắt cô chú như bạn là một cái sợi dây bạch kim và một viên kim cương cực kỳ đẹp. Sợi này giá về tay cực kỳ tốt. Tại sao nó lại tốt? Thì sợi dây nó lại bị mất giấy anh chị em nhé. Đây là một trong những viên kim cương, size của nó là 4 mm, và một cái lối đánh rất là sang quý phái. Điểm trừ duy nhất là bị mất giấy tờ gốc anh chị em nhé, mất giấy tờ gốc. Một viên kim cương sáng trên một cái dây là bạch kim. Mình cố gắng là quay rất kỹ để anh chị em lựa chọn, sau đó báo giá về tay. Một sợi dây vô cùng tuyệt vời để chị em có thể mua sắm hoặc có thể mua làm quà tặng cho những người thân yêu. Khuôn và dây này là bạch kim anh chị em nhé. Khuôn và dây là bạch kim. Viên kim cương này là thì Nhật người ta bao test anh chị em nhé. Nhật người ta bao test, anh em test thoải mái. Nó chỉ mất mỗi giấy thôi.
nên giá của nó cực kỳ tốt để chị em lựa chọn. 11 triệu là giá về tay nhé. Đấy, khôn khóa là tất cả là bạch kim hết anh chị em nhé. Bạch kim và một viên kim cương 4 ly. Bao test giá về tay 11 triệu. Bây giờ mình sẽ đo cái kích thước của nó nhé. Đo cái kích thước để chị em dễ bề trong việc mua sắm. Cách để mua thì các bác cứ chụp lại thôi, vì tất cả các sản phẩm là mình sẽ báo giá về tay rồi. Sau khi kéo thước thì anh em quan sát sợi dây này là 41cm nhé. Với một cái size không có ngắn, không có dài, đa số là vừa với tất cả chị em. 11 triệu là giá về tay nhé. Anh chị em chỉ cần chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo. Đấy, các bác có thể quan sát, sợi bạch kim là 11 triệu, còn sợi trên là 16 triệu. Kế tiếp và liên tục chương trình, trước mắt cô chú anh chị bạn là những sản phẩm dành cho nam. Một chiếc túi xách hoặc kẹp nách của Puri, hàng đã qua sử dụng trong tình trạng đẹp 95-97%. Đấy, các bác có thể quan sát này, rất đẹp và rất chi tiết. Puri thì đã quá nổi tiếng rồi, đa số ở Việt Nam anh chị em cũng rất yêu thích cái thương hiệu này anh chị. Và đây là một trong những chiếc túi cầm tay hoặc kẹp nách để anh em tỏa sức đựng những tài liệu nho nhỏ hoặc chìa khóa, túi ví, kính mắt. Rất thuận tiện trong việc di chuyển anh chị em nhé. Một cái dây được giấu rất là kín đáo ở bên trong. Anh em có thể xách hoặc kẹp nách tùy chỉnh, đặc biệt là rất là thời trang. 5 triệu là giá về tay nhé. Clip hôm nay thì có 2 chiếc, một chiếc màu đen và một chiếc màu nâu cà phê. 2 chiếc đều đẹp như nhau, hàng đã qua sử dụng. Chiếc này về tay là cũng 5 triệu anh chị em nhé. Về tay là cũng 5 triệu. Bao ship khoảng hơn chục ngày nhé. Khoảng chục ngày các bác sẽ nhận được hàng. Với một cái thiết kế, hai cái này thiết kế giống nhau anh chị em nhé. Có một ngăn phụ bên ngoài và bên trong. Có dây để anh em có thể xách tùy chỉnh. Đấy, cái này thì cái siêu bên trong nó còn chưa bóc luôn. Rất mới luôn. Anh chị em chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo nhé. 5 triệu là giá về tay. 5 triệu một chiếc nhé. Một chiếc màu nâu cà phê và một chiếc màu đen. Nếu anh chị em chốt trong hôm nay và ngày mai thì chỉ khoảng 8 đến 10 ngày các bác sẽ nhận được hàng. Kế tiếp và liên tục chương trình, trước mắt cô chú anh chị các bạn là một chiếc vali kéo. Bác nào mà hay đi công tác hay di chuyển, nhất là hay đi bay, thì đây là một chiếc vali xách tay tiêu chuẩn của các hãng hàng không 5 sao anh chị em nhé. Hai các bác có thể quan sát này. Chiếc này thì với một cái màu xanh bóng, nam nữ đều sử dụng được. Hàng đã qua sử dụng nhé, nhưng mà trong tình trạng rất mới. Hai các bác có thể quan sát này. Cái kích thước này của nó thì khoảng 55 nhân với lại khoảng 35-37. Đặc biệt là rất mới anh chị em nhé. Rất mới, rất sáng và rất trơn. Đây các bác quan sát này. Cái này nó là cái khóa để chống trượt anh chị em nhé. Khi mà khóa nó vào thì vali nó đứng yên một chỗ. Còn mở ra thì rất là trơn. Một cái vali rất tuyệt vời để chị em mua sắm. Rất là trơn và rất là nhẹ anh chị em nhé. Trơn, nhẹ, bon. Nhặt nó làm thì rất là cẩn thận, rất là chi tiết. Còn đây là khóa này. Bây giờ mình mở bên trong quay cận cảnh chi tiết và báo giá về tay. Bạn nào hữu duyên xem được sớm thì nhanh chóng chụp lại nhé. Chiếc này về tay là 3 triệu rưỡi. 3 triệu 500 là giá về tay. Bạn nào hay di chuyển hay đi công tác thì đây là một chiếc vali kéo đùn đẩy rất tuyệt vời. Tha hồ có thể đựng quần áo, tài liệu. Bên trong rất là sáng, sạch và rất rộng rãi để chị em tha hồ đựng đồ. Cái này anh em đi du lịch ít ngày thì cũng phù hợp luôn. Hai bên trong còn nguyên giấy tờ và chìa khóa anh chị em nhé. Nguyên giấy tờ và chìa khóa. Hầu như là người ta chỉ sử dụng 1-2 lần anh chị em nhé. Hàng rất là mới. Mới 95-97%. Có một chiếc duy nhất, bác nào hữu duyên xem được sớm thì chụp lại nhé. 3 triệu 500 là giá về tay. Hàng sẽ được vận chuyển bằng đường hàng không khoảng chục ngày các bác sẽ nhận được hàng.
Vậy cái clip này thì mình xin tạm dừng tại đây nhé. Kính chúc cô chú anh chị các bạn xem video vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân yêu. Anh chị em nào lần đầu tiên xem được cái video này thì hãy nhớ bấm đăng ký để mỗi lần mình phát video các bác xem được sớm nhất. Một lần nữa thì Loai TV xin chân thành cảm ơn và hẹn lại anh chị em ở những clip tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt. Trong chiếc lá giờ là đợi chờ.